Tiên tri tiết lộ, đúng tháng 10 âm lịch năm Giáp Thìn 2024, tuổi Kỷ Hợi, sinh năm 1959, thoát khỏi tai ương, vượt qua vận hạn, trúng số liên tiếp, đổi đời giàu sang, tiền vàng nhét chật két. Tổng quan tuổi Kỷ Hợi, sinh năm 1959. Xem tử vi học phương Đông cho thấy, người sinh năm 1959, Kỷ Hợi, thuộc mệnh Mộc, bình địa Mộc trong ngũ hành. Kỷ Hợi thường có chí lớn và luôn lạc quan, nếu được sao tốt tương trợ trong cung mệnh thì rất có thể họ sẽ có con đường công danh hiển đạt, có địa vị cao, có khả năng giúp đỡ mọi người, được nhiều người trọng vọng và yêu thương. Tuy nhiên, nếu không được sao tốt tương trợ, họ sẽ thường gặp phải những sai lầm không đáng có chốn quan trường, thường xuyên lừa gạt mọi người. Người tuổi Kỷ Hợi thuộc tiếp người khoan dung, độ lượng, dịu dàng trước lỗi lầm của người khác. Đó chính là bí quyết họ giữ gìn những mối quan hệ xung quanh được tốt đẹp. Người tuổi Kỷ Hợi có thái độ chân thành, trung thực và thành thật, được nhiều sự tôn trọng từ bạn bè. Họ thường ấp ủ cho mình sự lạc quan và một ý chí mạnh mẽ lớn lao. Nhìn chung đường đời của con giáp này khá thuận lợi, bằng phẳng, nhưng không thu được nhiều lợi ích cho bản thân mình. Thuở nhỏ bản mệnh có thể gặp nhiều rắc rối, nhưng khi trưởng thành có thể thành công về nhiều mặt danh lợi. Dù vậy, con đường công danh của con giáp này chỉ ở mức trung bình. Ngoài 37 tuổi, họ sẽ được hưởng cuộc sống sung túc hơn trước đó. Gia đạo ấm êm, không xảy ra xích mích, rắc rối nào quá lớn. Thời kỳ trung vận trở đi, sự nghiệp được hoàn thành, tiền tài dư dả. Đàn ông thuộc tuổi Kỷ Hợi thường có tấm lòng hào hiệp, luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác mà không than phiền hay phàn nàn. Họ không quá quan tâm đến việc tính toán, mà thích công tác rõ ràng và phân minh. Tính cách tốt bụng, nhân hậu và chân thành là đặc trưng của họ. Tuy nhiên, đôi khi họ có thể bị kẻ xấu hãm hại. May mắn là nhờ có sự bảo hộ từ người trên, họ thường tránh được những rủi ro và vượt qua khó khăn. Khác với nữ giới, nam giới tuổi Kỷ Hợi khi sinh ra trong gia đình giàu có thường có xu hướng ỷ lại. Họ có thể trở nên chủ quan và không quan tâm đến tương lai. Trên hành trình cuộc đời, đặc biệt là trong giai đoạn tiền vận và trung vận, họ có thể gặp ít nhất một biến cố, có thể là về kinh tế hay sự nghiệp. Từ đó, họ rút ra kinh nghiệm và bắt đầu tự cải thiện bản thân. Dù ban đầu có chút thờ ơ với những công việc không phải của mình khi còn nhỏ, nhưng khi trưởng thành, họ thay đổi và trở nên chín chắn hơn. Họ trở thành người có ích cho gia đình và xã hội. Nữ giới thuộc tuổi Kỷ Hợi có khả năng tương tác xã giao tốt. Họ nổi tiếng là những cô gái hiền hậu, biết phép tắc và biết tôn trọng người khác. Gắn bó với vai trò chăm sóc gia đình, họ tỏ ra hiếu thảo với cha mẹ và ông bà. Dù sinh ra trong gia đình giàu có, những người phụ nữ này luôn khiêm tốn và tôn trọng mọi người. Họ thường nhận được sự giáo dục từ gia đình từ khi còn nhỏ. Mặc dù có lối sống tinh tế và thanh lịch, họ vẫn giữ được tính thật thà và lòng nhân hậu của mình. Vì đảm nhận vai trò nội trợ, phụ nữ tuổi Kỷ Hợi không có nhiều thời gian để tập trung vào sự nghiệp. Mục tiêu lớn nhất của họ là xây dựng một gia đình ấm cúng, có đủ con cái và hạnh phúc. Do đó, thành tựu nghề nghiệp của họ thường ở mức trung bình. Tuy nhiên, danh tiếng của họ lan tỏa và được mọi người kính trọng. Khi lập gia đình, họ thường có một cuộc sống hôn nhân viên mãn, được chồng yêu thương và con cái vâng lời. Đặc biệt, phụ nữ tuổi này thường sống lâu, gia đình là niềm tự hào lớn nhất của họ. Phật A-di-đà chính là vị thần luôn ở bên phù hộ cho con giáp này. Phật A-di-đà là giáo chủ Tây Phương Tịnh Độ Thế Giới, cùng Quan Âm Bồ-Tát, Đại Thế Chí Bồ-Tát, hợp thành danh xưng Tây Phương Tam Thánh. Ngài nắm giữ linh lực rất mạnh, có thể trợ giúp bản mệnh nâng cao khả năng giao tiếp. Dù ở độ tuổi nào, thì người tuổi Kỷ Hợi cũng đều có lúc phải đối diện với những khó khăn. Nếu thờ phụng Ngài A-di-đà, bạn sẽ cảm thấy giảm bớt được áp lực, vô hình chung tăng cường sức mạnh để vượt qua trở ngại, có thể đạt thành tâm nguyện. Tiếp theo là vận trình tổng quan tháng 10 âm lịch của tuổi Kỷ Hợi, sinh năm 1959. Xem tử vi tháng 10 năm 2024, tuổi Kỷ Hợi âm lịch, được sự thúc đẩy của các tinh, báo hiếu tháng mới đầy sự khởi sắc với con giáp này. Bản mệnh dễ dàng khơi thông thế bế tắc, cũng biết huy động nhân lực để tận dụng sức mạnh tập thể. Mọi việc nhìn chung đều được tiến hành ổn thỏa, ít căng thẳng, công việc được dự báo rất hanh thông. Tháng này rất thích hợp để cầu danh, cầu lợi, kết quả đạt được khả quan.
tháng này, Hợi có thể đón nhận một chút thay đổi trong công việc, như vị trí, tính chất hay chiến lược, đa phần đều theo chiều hướng tích cực, nên cũng mở ra nhiều cơ hội thăng tiến cho bản mệnh. Con giáp này còn đón nhiều tin vui ở phương diện tài lộc, thời điểm này rất phù hợp để hợp tác làm ăn, kinh doanh. Tuy nhiên, cạnh tranh trong buôn bán là điều khó tránh. Bạn nên có sự chắc chắn, đề phòng đối phương lật lọng, giấy tờ, sổ sách cần phải rõ ràng, ghi chép cụ thể và chi tiết để tránh tình huống rắc rối về sau. Vận trình tình cảm trong tháng của người tuổi Kỷ Hợi khá rực rỡ, đào hoa nở rộ, tình cảm phong lưu. Cũng là điều tốt để người độc thân mở lòng đón nhận sự theo đuổi của người khác. Những cặp vợ chồng cần chú ý, kẻo có thể xảy ra sự nghi ngờ. Về tình hình sức khỏe trong tháng 10 năm 2024 âm, tuổi Kỷ Hợi vẫn duy trì được thể trạng khá tốt. Cuộc sống không phải lao tâm khổ tứ gì nhiều, nên nhìn chung không bị ảnh hưởng bởi tâm bệnh. Những người có bệnh mãn tính nên kiểm tra định kỳ để theo dõi kịp thời. Dựa trên mối tương quan giữa đương số và lưu niên tháng, đồng thời xét tác động mạnh yếu của hệ thống sao chiếu mệnh mà đoán định hung cát của tuổi Kỷ Hợi. Thông qua bốn phương diện chính là sự nghiệp, tài vận, tình cảm, gia đạo và sức khỏe. Về mặt sự nghiệp, xem tử vi tháng 10 âm lịch năm 2024 của 12 con giáp thấy rằng tuổi Kỷ Hợi hoàn toàn có thể mở mày mở mặt và tự hào với những thành tích mà mình đạt được ở phương diện sự nghiệp trong tháng này. Công việc tiến triển khả quan, gần như không có vấn đề nào có thể làm khó được bản mệnh. Đây là tháng có sự xuất hiện của thiên đức cát tinh. Thêm chính quan độ mệnh, người tuổi Kỷ Hợi cảm nhận rõ vận trình của mình có nhiều sự khởi sắc. Bản mệnh dễ dàng khơi thông thế bế tắc, ngay cả những vấn đề chưa tìm được giải pháp trước đó thì nay cũng tìm ra những sáng kiến kịp thời nhờ đầu óc nhanh nhạy của bạn. Tháng này cũng cho thấy Kỷ Hợi có quý nhân tương trợ, làm gì cũng có người giúp sức, gặt hái không ít thành tựu. Bản mệnh cũng biết huy động nhân lực để tận dụng sức mạnh tập thể, vừa giúp ích cho tiến trình công việc chung, lại vừa giúp bản thân ghi điểm trong mắt cấp trên. Chắc chắn với những màn biểu hiện này, bạn cũng đã được lãnh đạo nhìn nhận ở mức cao hơn trước. Thêm nguyệt lệnh lâm thai, tháng này Hợi có thể đón nhận một chút thay đổi trong công việc, như vị trí, tính chất hay chiến lược đa phần đều theo chiều hướng tích cực, nên cũng mở ra nhiều cơ hội thăng tiến cho bản mệnh. Nếu có ý định cầu danh, cầu lợi, bạn có thể tranh thủ tiến hành ngay trong tháng này. Kết quả đạt được hứa hẹn rất khả quan. Tuy nhiên, bên cạnh rất nhiều cát tinh, sự xuất hiện của hung tinh ngũ quỷ tuy không gây ra hậu quả quá lớn, nhưng bản mệnh cũng chớ nên chủ quan, kẻo kéo theo vô vàn rắc rối về sau. Hung tinh này có thể gây ra họa tiểu nhân đấu đá cạnh tranh bẩn, do đó làm gì cũng nên thận trọng, tính toán trước sau, đừng quên giữ thái độ dĩ hòa vi quý thắng không kiêu, để tránh rước thị phi. Về mặt tài lộc, cùng với những tin vui ở phương diện sự nghiệp, tuổi Kỷ Hợi cũng có một tháng dượng, tài dượng lộc, tiền bạc vô cùng rủng rỉnh. Cả nguồn thu chính và phụ đều đổ về đều đặn, dù làm ở ngành nghề hay lĩnh vực nào thì bạn cũng có thể cảm thấy hài lòng về thu nhập hiện tại. Nhờ thiên đức cát tinh đưa đường chỉ lối, những chú chuột thuận lợi trong việc mở rộng quan hệ xã giao, gặp đối tác hay bạn đồng hành đáng tin cậy, và hầu hết đối phương đều là người có thực lực kinh tế. Đôi bên hỗ trợ nhau khá nhiều, hợp tác làm ăn diễn ra suôn sẻ, một vốn bốn lời, thời điểm này rất phù hợp để hợp tác làm ăn, kinh doanh, ký kết hợp đồng mới. Kỷ Hợi cứ mạnh dạn mưu sự lớn, tỷ lệ thành công sẽ rất cao. Các hạng mục đầu tư cũng có dấu hiệu sinh lời, tuy nhiên, hung tinh ngũ quỷ ẩn tàng, nhắc nhở bản mệnh làm ăn muốn lâu dài và bền vững thì phải đi theo con đường chính thống, không nên có tư tưởng đi đường tắt, kẻo lợi bất cập hại. Trong những hạng mục mà bản thân vẫn chỉ là tay mới, chưa có nhiều kinh nghiệm, bạn cũng không nên liều lĩnh, tốt nhất Hợi chỉ nên dừng ở quy mô nhỏ, tránh làm lớn vì tỷ lệ rủi ro cao. Ngoài ra, khi nhìn thấy có dấu hiệu sinh lời thì có thể rút lợi nhuận ngay khi có thể để hạn chế rủi ro không đáng có. Buôn bán cũng khó tránh cạnh tranh, làm ăn cần giấy trắng mực đen cho chắc chắn, đề phòng đối phương lật lọng. Giấy tờ, sổ sách cần phải rõ ràng, ghi chép cụ thể và chi tiết để tránh tình huống rắc rối về sau. Nhìn chung thời gian này không còn cảnh chi tiêu eo hẹp, trái lại tài chính dư dả, nên Hợi muốn làm gì làm nấy, không ai ngăn được. Bạn cũng có thể đi du lịch để mở mang đầu óc,
làm mới bản thân và cũng là tạo ra những cảm hứng mới cho giai đoạn tiếp theo. Về mặt tình cảm, gia đạo, trong tháng 10 âm lịch năm 2024, vận đào hoa của tuổi Kỷ Hợi khởi sắc mạnh mẽ, hồng loan đứng bóng, điều này mở ra nhiều cơ hội tốt cho nhân duyên. Bản mệnh đi đâu, làm gì cũng được chào đón và quý mến, không những công việc thuận lợi, mà chuyện tình cảm cũng hứa hẹn vô cùng. Với người độc thân, nhân duyên khác giới tốt lành, tình cảm phong lưu cũng là điều tốt, để bạn mở lòng đón nhận sự theo đuổi của người khác. Tháng này, nếu bạn có thể chủ động tham gia các hoạt động tập thể, mở rộng quan hệ xã giao, cơ hội tìm thấy nửa kia ưng ý theo đó sẽ nhiều hơn. Vợ chồng khó tránh những lúc cãi giả, giận hờn, nhưng tình hình không quá nghiêm trọng. Dù vậy, hai bạn cũng không nên để tình trạng đó lặp đi lặp lại, kẻo rất khó kiểm soát, đôi khi còn những sự nghi ngờ giữa cả hai, cần thêm vững tin vào đối phương thì tình yêu mới lâu bền. Tháng này, nguyệt lệnh lâm thai, nên cũng thích hợp để gia đình thêm con thêm của, không khí đầm ấm yên vui, cũng sẽ tạo động lực cho bản mệnh cố gắng nhiều hơn. Về mặt sức khỏe, về tình hình sức khỏe trong tháng 10 âm lịch năm 2024, nhìn chung tuổi Kỷ Hợi vẫn duy trì được thể trạng khá tốt, cuộc sống không phải lao tâm khổ tứ gì nhiều, nên không bị ảnh hưởng bởi tâm bệnh. Người ốm mau chóng hồi phục sức khỏe, người khỏe mạnh càng thêm cường tráng, yêu đời. Những người có bệnh mãn tính nên kiểm tra định kỳ để theo dõi kịp thời. Có điều, sự xuất hiện của ngũ quỷ mang đến điềm báo về tai nạn bất ngờ. Khi xuất hành xa, bản mệnh cần hết sức lưu ý. Người già và trẻ nhỏ là những đối tượng cần được đặc biệt chăm sóc trong tháng này, kẻo gia dấp, ngã quỵ, thậm chí nguy hiểm tính mạng. Sau đây là vận trình tử vi từng tuần và cẩm nang dưỡng vận dành riêng cho tuổi Kỷ Hợi, sinh năm 1959, đúng tháng 10 âm lịch 2024. Tử vi tuần 1, tuổi Kỷ Hợi, tháng 10 âm lịch 2024. Xem tử vi tuần mới cho thấy, người tuổi Kỷ Hợi khởi động tuần mới bằng sự năng động và hăng hái. Sao dịch mã xuất hiện thôi thúc bản nhanh chóng bắt tay vào thực hiện những dự định, kế hoạch mà bản thân ấp ủ từ lâu, nhưng chưa có cơ hội thực hiện. Đây sẽ là giai đoạn bạn nhiệt tình và có quyết tâm cao nhất. Thời điểm này mọi thứ nhìn chung vẫn đang diễn ra nhẹ nhàng và ổn định, chưa có nhiều khó khăn cản trở. Tất nhiên, bạn hiểu rằng sẽ còn nhiều thách thức chờ đón ở phía trước, nên luôn có sự chuẩn bị kỹ càng cho mọi tình huống xảy ra. Sự chủ động này sẽ giúp bạn giành được lợi thế về phía mình. Tài chính tháng này vẫn đang khá dư dả, bạn có thể tha hồ chi tiêu thoải mái, rủng rỉnh, nhất là khoảng thời gian đầu tuần, các khí tăng lên không ngừng, nhờ cả chính tài và thiên tài che chở. Tuy nhiên, về cuối tuần lại có điềm báo hao tài, có thể là do bạn sẽ phải dùng tiền để lo công việc. Chuyện tình cảm bình ổn, tuổi Kỷ Hợi cũng tìm được sự cân bằng trong mối quan hệ của hai người, mặc dù chưa có nhiều tiến triển xa hơn. Nhưng đấy có thể là dấu mốc khởi đầu cho thấy, tình cảm giữa bạn và người ấy hoàn toàn có thể hy vọng đến tương lai phía trước. Người tuổi Kỷ Hợi cần phải chú ý giữ gìn sức khỏe trong thời điểm này, sức đề kháng của bạn có thể có dấu hiệu suy giảm, khiến bạn dễ mắc phải các bệnh cấp tính hơn mọi người. Cẩm nang dưỡng vận, quý nhân, mão, mùi, tiểu tỵ, dậu, tửu. Màu sắc may mắn, trắng, vàng. Con số phát tài, 22, 68, 89. Tử vi tuần 2, tuổi Kỷ Hợi, tháng 10 âm lịch 2024. Tử vi tuần mới của 12 con giáp cho thấy, may mắn của Kỷ Hợi là có thiên đức các tinh nâng đỡ. Thời gian qua, bạn đã vất vả nhiều rồi, đây là lúc bạn được bù đắp lại đó. Về chuyện công việc, hãy ưu tiên cải thiện phương pháp để tăng năng suất làm việc của mình. Hợi là người có năng lực, lại điềm tĩnh, nên cứ cố gắng là sẽ được ơn trên phù hộ. Kinh doanh, buôn bán thì có khách túc tắc đều đều. Giữa thời buổi khó khăn này, hãy giữ sự lương thiện, chính trực thì bạn sẽ không phải sợ mất lộc. Đường tiền bạc sẽ tốt đẹp lên, người làm kinh doanh, buôn bán sẽ có nhiều cơ hội kiếm tiền làm giàu hơn cả, nhờ chính tài và thực thần. Tuần này chắc chắn sẽ có lộc ăn uống, tiệc tùng, quà cáp đến với Hợi, hãy đón nhận mọi lộc lá lớn nhỏ bằng tinh thần thoải mái nhất nhé. Con giáp này nên để ý đến sức khỏe của bản thân và những người trong nhà, bạn đừng xem thường những bệnh lặt vặt, coi chừng thành biến chứng nặng,
bạn nên đi lại cẩn thận, hạn chế tiếp xúc dao kéo, leo trèo cao, kẻo gặp họa huyết quang tổn thương cơ thể. Cẩm nang dượng giận, quý nhân, tuất, mão, tiểu nhân, thìn, ngọ. Màu sắc may mắn, bạc, xám. Con số phát tài, 22, 88, 96. Tử vi tuần 3, tuổi Kỷ Hợi, tháng 10 âm lịch 2024. Xem tử vi tuần mới cho thấy, người tuổi Kỷ Hợi phải trải qua một tuần hung cát đan xen, trong họa có phúc, trong phúc lại không may gặp họa. Sự nghiệp và tiền tài có nhiều cơ hội tăng tiến, bạn may mắn gặp người nâng đỡ, nên đường công danh thẳng bước lên mây. Chính quan che chở, công việc của con giáp này đang trên đà thuận lợi, bạn gặp việc đúng với sở trường của mình, nên thoải mái thi triển tài năng, thể hiện năng lực lãnh đạo và thực hiện một cách tương đối hoàn hảo. Tài lộc đến khá nhiều, nhưng có tiền khó giữ được trong tay. Cuối tuần vận hạn chưa dứt, bản mệnh nên tìm cách để tiết kiệm phần nào. Dù có nhiều chuyện bất ngờ xảy ra không thể trở tay, cũng chẳng thể không chi ra tiền bạc, nhưng nếu có sự chuẩn bị trước thì phần nào vẫn tốt hơn. Tình duyên của người tuổi Kỷ Hợi dưỡng sắc, bạn xây dựng được những mối quan hệ tốt với mọi người nói chung và với người khác phái nói riêng. Nếu còn độc thân, nữ giới nên chú ý hơn đến bề ngoài của mình. Nếu biết cách trưng diện, làm dáng hợp lý, bạn có thể dễ dàng thu hút được ánh mắt của người đối diện. Trong tuần, sức khỏe của bạn tương đối bình ổn, tuy nhiên, cần phải xây dựng kế hoạch sinh hoạt hợp lý, cân đối giữa lao động và nghỉ ngơi, đồng thời ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng, không nên chỉ ăn uống theo sở thích của bản thân. Cẩm nang dượng giận, quý nhân, dần, mùi, tiểu nhân, ý, tỵ. Màu sắc may mắn, da cam, nâu. Con số phát tài, 26, 69, 03. Tử vi tuần 4, tuổi Kỷ Hợi, tháng 10 âm lịch 2024. Tử vi tuần mới của người tuổi Kỷ Hợi 1959 có nhiều điểm sáng. Bạn làm việc ổn định, hoàn thành tốt trách nhiệm, nên không gặp sự cố gì. Mọi chuyện đang tiến triển theo đúng như những gì bản mệnh đề ra, cứ theo đà đó mà thành công nhé. Vận trình tài lộc khởi sắc, có điểm thiên tài, nên nếu theo nghề kinh doanh bán hàng, tư vấn sản phẩm, sale, môi giới, sẽ trúng những dự án lớn, thu về một khoản đủ để tiêu cả tháng. Điểm đáng chúc mừng này dành cho người tuổi Hợi biết nắm bắt cơ hội và có sự nghiêm túc trong công việc, được Thái Dương ưu ái trợ lực, soi đường dẫn lối. Tuổi Kỷ Hợi thông tuệ, nhanh chóng tìm ra định hướng công việc, củng cố con đường công danh, sự nghiệp. Một khi công việc thuận lợi, tài lộc cũng vì thế mà phất cao, tiền bạc rủng rỉnh, không phải ưu sầu, lo lắng. Hiệu quả công việc tuần này được nâng cao rõ rệt, khả năng tập trung cao độ và sự phán đoán nhạy bén, mang lại không ít thành công cho những chú chuột. Kiên trì theo đuổi mục tiêu và phấn đấu không ngừng nghỉ, bạn sẽ là người về đích đầu tiên trong tập thể. Sức khỏe tốt, nếu có thể, hãy tự thưởng cho bản thân một khóa tập thể thao dài hạn cao cấp. Bạn biết đấy, vận động cực kỳ có lợi cho cơ thể cả về thể chất lẫn tinh thần, mà tập ở trung tâm có chất lượng cũng thích hơn nhiều. Có điều, sự xuất hiện của ngũ quỷ mang đến điềm báo về tai nạn bất ngờ. Khi xuất hành xa, bản mệnh cần hết sức lưu ý. Người già và trẻ nhỏ là những đối tượng cần được đặc biệt chăm sóc trong tháng này, kẻo gia dấp ngã quỷ, thậm chí nguy hiểm tính mạng. Cẩm nang dượng giận, quý nhân, dần, tuất, tiểu nhân, thân, ngọ. Màu sắc may mắn, sáng, vàng kim. Con số phát tài, 28, 65, 66. Nhân sinh cảm ngộ. Quý vị thân mến, cuộc đời mỗi người dài ngắn khác nhau. Có người sống trọn nhưng không để lại điều gì ý nghĩa cho đời. Có người cuộc sống dù ngắn ngủi nhưng để lại nhiều điều tốt đẹp. Bởi thời gian không mua được bằng tiền, nên hãy sử dụng một cách có ích. Trong cuộc sống, lời nói đã xuất ra thì giống như bát nước đổ đi, thật khó thu lại. Trước khi nói một lời nào, người thông minh hiểu chuyện luôn hết sức thận trọng, giữ được khẩu khí của mình sẽ khiến tâm hồn chúng ta luôn thảnh thơi hạnh phúc. Cuộc đời cũng vì thế mà nhẹ bước thanh tao. 1. Không cười người khác nghèo, không chê người khác ngốc. Mỗi người sinh ra đúng là có phúc phần riêng, dù làm việc cật lực, nhưng kẻ thì giàu sang sung sướng, người thì nghèo khó bần hàn. Có người thông minh thì cũng có những người chậm hiểu,
ở đời đâu có nhiều người sinh ra đã được sống trong nhung lụa, dòng xoáy của cuộc đời với nỗi lo cơm áo gạo tiền, khiến chúng ta luôn quay cuồng và không còn thời gian cho chính mình. Vậy nên, chẳng hà cớ gì ta lại phải đi cười chê người khác. Gió hôm nay thổi đầu đông, hôm sau có thể thổi hướng tây, phong thủy trước giờ đều luân lưu. Con người sống ở đời, ai cũng có lúc có thì, chẳng ai có thể nắm chặt bàn tay mình từ sáng đến tối mà không buông. Người xưa nói, cười người chớ có cười lâu, cười người hôm trước hôm sau người cười. Bởi vậy, trước khi chê cười người khác, hãy nghĩ cho kỹ, xem mình sau này có bị cười nhạo lại không. Cười người giống như cười mình, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, sống hòa nhã, không chê người khác, đó mới là cách sống cao minh. Ai đã từng sống những ngày khốn khổ mới hiểu nhiều giá trị của bình an, ai đã qua cảnh đói khát lang thang mới trân quý từng bát cơm lót dạ. Đừng bao giờ cho rằng người khác không bằng mình là mình có thể cười người khác ngốc. Người thực sự thông minh đều biết ẩn mình. Bạn cười họ, họ sẽ dở như không nhìn thấy. Không chê cười người khác ngốc, khiêm tốn làm người, đó mới đáng nể. Nếu bạn sinh ra đã may mắn có được tài năng thiên phú, thì cũng đừng vì thế mà cười chê những người kém cỏi hơn mình. Có câu nói rằng cần cù bù thông minh, biết đâu trong tương lai, sự cần cù khiến họ bù đắp được sự thông minh và họ trở thành người hơn bạn. Những người thành công trước giờ không bao giờ chê cười người khác không có bản lĩnh, mà luôn cho người khác cơ hội để phát triển, để trưởng thành. Trong ba người, ắt có một người là thầy của ta, đây mới gọi là làm người. 2. Không ca nghèo kể khổ. Quỷ Cốc Tử đã nói, tu nhất trương phú quý chủy, hưởng nhất thế phú quý mệnh, nghĩa là tu sửa bản thân, sao cho miệng nói ra những lời tốt lành, thì sẽ được hưởng một vận mệnh phú quý. Trong cuộc sống, nhiều người luôn kêu than vì nghèo, càng kêu than, họ lại càng nghèo khổ, bởi vì khi đó, người ấy không cảm thấy hài lòng với cuộc sống của mình, cũng không sẵn lòng cho đi điều gì, có xu hướng ích kỷ, chỉ nghĩ cho mình. Như vậy, họ càng mất đi phúc báo. Hơn nữa, chẳng ai muốn giúp đỡ một người chỉ biết kêu than và không biết nỗ lực phấn đấu cả. Đây là một tâm lý tiêu cực. Loại tâm lý này sẽ khiến bạn trở nên nghèo hơn. Do đó, đừng bao giờ than nghèo. Người Trung Hoa có câu, thở dài nhẹ buông một tiếng, phận nghèo theo suốt 3 năm. Thở dài một tiếng thì không nghèo ngay được, nhưng những người thường xuyên thở dài sẽ tự tước đi vận may của mình, chiêu mời bất hạnh xui xẻo. Những người hay thở dài thường do tâm oán hận, cũng sẽ tạo ra năng lượng xấu xung quanh họ. Một tiếng thở dài sẽ làm tổn hại nguyên khí, mỗi tiếng thở dài sẽ làm giảm đi một phần tự tin. Một người không có ý chí và đức tin làm sao có thể hạnh phúc. Vì vậy, đừng thở dài khi mọi thứ trở nên tồi tệ. Người xưa nói, cuộc sống do chính chúng ta tạo ra, phước lành là tự mình mang đến. Con người sống ở đời phải biết mình chỉ có thể dựa vào chính mình. Càng ca thán, càng bị người khác xem thường. Những người dù nghèo tới đâu cũng không ca thán, đều là những người đang âm thầm nỗ lực. Họ xem trọng thời gian, làm gì có thời gian ngồi đó than nghèo. Họ cho rằng chỉ có nỗ lực, tạo ra thành quả, người khác mới không coi thường họ. Vì vậy, người nghèo nhưng không ca nghèo mới là cao nhân. Nếu bạn luôn kêu ca mình khổ, người khác không những không thích nghe, bản thân cũng sẽ cảm thấy chính mình vô vị. Chẳng có con đường nào trải đầy hoa hồng mà lại không có chông gai thử thách. Cuộc sống dẫu có mệt mỏi tới đâu cũng đừng ca thán. Thiên hạ không có con trâu chết vì mệt, chỉ có con lợn chết vì lười. Vì vậy, thà khổ hơn một chút cũng đừng để mình quá nhàn rỗi. Làm người dù mệt tới đâu cũng không than mệt mới là người có nghị lực. 3. Phiền hà tới đâu cũng không tranh cãi. Một gia đình hòa thuận trước giờ không bao giờ có lời to tiếng với nhau. Vì vậy, dù có nghèo tới đâu cũng đừng cãi giả. Gia hòa thì vạn sự hưng, đã là người nhà phải đoàn kết và yêu thương nhau. Người xưa nói, thuận vợ thuận chồng, tác biển đông cũng cạn. Đây mới là lẽ sống đúng mực của gia đình. Đừng bao giờ tỏ ra tức giận khi có gì đó không hài lòng. Học cách khống chế cảm xúc luôn tốt hơn bất cứ điều gì. Gặp việc đừng nóng nảy, nghĩ thoáng ra một chút. Nóng giận làm tổn thương gan phổi, không tốt cho sức khỏe. Nhẫn nhịn một chút, sự bực tức sẽ nhanh chóng bay đi. Nóng giận làm tổn hại bản thân, chỉ có mình phải chịu đựng nhiều nhất. Vậy nên là người không tùy tiện nóng giận, bực tức, bốc đồng mới gặp được nhiều may mắn trong cuộc sống. Người xưa nói, miệng có thể nói những lời đẹp đẽ, cũng có thể nói những lời sát thương. Những điều chúng ta nói chính là cuộc sống của ta. Không tức giận khi đối diện với lời nói xấu, oán trách phỉ báng,
vẫn kiên trì cầu đạo không dao động. Có câu thành ngữ, gọi trâu cũng được, gọi ngựa cũng xong, nghĩa là người khác nhục mạ cũng được, ca ngợi cũng được. Nhất quyết không so tính, không tức giận thì bất luận cuộc đời gặp sự việc gì trên đời, thì con người vẫn luôn có lối đi. Dân, quý vị thân mến, vừa rồi là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 10 âm lịch năm Giáp Thìn 2024 của người tuổi Kỷ Hợi, sinh năm 1959. Minh Đường tử vi rất mong rằng quý vị sẽ đón nhận được nhiều may mắn trong tháng mới và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường tử vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí cho quý vị trong thời gian sớm nhất. Kính chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.